Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi con HD Book, con TV Book. Đây các bạn xem này. Đây là con Smart Android TV Book, HD Book. Nó ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Nó cũng từ cách đây vài năm rồi. Nhưng tuy nhiên là do cái yêu cầu của cũng ý hiện là những cái Android mà có hình thấp là thời cũ là bây giờ sẽ không dùng được cái UWB. Đây, UWB này là sẽ không dùng được. Với hai là dùng một thời gian với cái TVBook này, lỗi phần mềm. Cho nên là các bạn sẽ phải chạy lại cái phần mềm cho cái TVBook này. Đấy, một là lỗi thời, hai là nâng cấp cái bản Android đến cái này chắc là tầm 4.0 thôi, 4 chấm mấy đấy. Đấy, nhưng bây giờ từ khi mà yêu cầu nó chặt chẽ lên là từ Android 4 chấm mấy trở tới trước là sẽ không xem được cái YouTube. Đấy, thế cho nên là cái đấy chúng ta cũng có thể chạy nâng cấp cái bản Android lên. Tuy nhiên là có cái bản Android nâng cấp hay không. Đấy, thì trong cái phần bài hướng dẫn ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là khắc phục cái tình trạng của cái YouTube này. Đấy. Phần YouTube không xem được trên cái HD Book này. Đấy. Đây ví dụ, đây là ví dụ. Mở ra cái thì báo lỗi là phải chuyển đến youtube.com, phiên bản này đã cũ, không có bản cập nhật nào dành cho thiết bị của bạn. Vui lòng truy cập thì vào youtube.com để trên trình duyệt để xem. Thế bình thường là chúng ta xem YouTube biến cái TV thường thành Smart TV, nhưng bây giờ do nó yêu cầu nó chặt chẽ nên bây giờ không cho chúng ta xem. Vì vậy chúng ta làm nào chẳng nhẽ lại bỏ đi. Đấy, bỏ đi thì rất là lãng phí. Mà bây giờ chúng ta chạy phần mềm thì cũng cả một vấn đề. Bạn nào phải thạo cơ mới làm được. Đấy, cái phần mà chạy phần mềm thì tôi sẽ hướng dẫn một bài hướng dẫn sau. Thì trong nội dung cái bài ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục để chúng ta vẫn xem được YouTube bình thường, để chúng ta đỡ phải thay cái thiết bị này, đỡ tốn tiền. Đấy. Thế vậy để được làm được như này thì chúng ta làm như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn luôn các bạn vào không này, ngồi đợi chờ lâu. Các bạn trở về màn hình chính này. Các bạn vào trình duyệt cho tôi. Đây, phần trình duyệt đây. Trình duyệt. Các bạn làm theo tôi nhé. Các bạn đánh vào đây đó chính là bảo hành. Bảo hành. Chấm Ansanzo. Chấm VN. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Đây, các bạn vào chữ là vào trình duyệt, sau đó vào gõ chữ bảo hành .ansanzo.vn nhé. Sau đó là chúng ta sẽ vào đến phần kho ứng dụng. Đấy, kho ứng dụng. Trong cái trang bảo hành của Ansanzo này nó có kho ứng dụng thì chúng ta sẽ cập nhật. Các bạn hãy tải về cho tôi cái S2B này. Bạn bấm vào đây. Đấy, là bắt đầu là đang bắt đầu tải. Đấy, các bạn nhìn thấy trong góc màn hình đây này. Có mũi tên đang chạy xuống này. Đấy, thì chính là nó đang tải cái phần mềm này xuống. Chúng ta đợi một chút. Sau khi tải xong thì chúng ta có thể trở về trang chính của nó đây. Trang chính đây. Chúng ta có thể vào phần ứng dụng đi. Sau đó ta có thể vào phần nội dung tải về. Đấy, nó sẽ hiện lên cái Smart TV ở đây. Đấy, hoặc là chúng ta giữ chuột, ta kéo xuống cái này thì đã thấy luôn là cái phần tải về đây. Đấy, cái Smart TV đây. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, Smart TV đây. Đấy, trong cái phần bản tải xuống cũng có đây. Hai cách để ta mở ra để nhìn
ta bấm vào đây, bấm vào đó. Khi tải về thì các bạn sẽ mở vào cái phần cài đặt download này, các bạn kích vào cái Smart Tubi này. Đấy, các bạn bấm tiếp theo này, bấm cài đặt. Đấy, vậy thì quá trình cài đặt đang bắt đầu thì chúng ta đợi một chút. Quá trình cài đặt mới đầu nó hơi lâu một chút. À đấy, xong rồi. Đấy nhá, xong rồi chúng ta bấm vào mở này. Đây, bấm vào nút mở đây. Quá trình cài đặt thì có thể nó hơi lâu một chút, nhưng tuy nhiên là nó đã xong rồi. Đây là ra cái biểu tượng F2B đây. Các bạn thử đợi xem có được không nhé. Đó, thì chúng ta đã lên được rồi. Lúc nãy chúng ta mở YouTube không được đúng không? Bây giờ chúng ta đã xem được, và cho tôi thử mở xem có được nghe được không. Mới đầu nó báo một chút lỗi đây, kệ nó. Rồi, coi chúng ta đã xem được nha. Đấy, chúng ta đã xem được rồi. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái YouTube mà không xem được ở trên cái đầu TV Book. Đấy, như vậy chúng ta đã xem được rồi, nó cũng không khác gì cái YouTube kia của chúng ta thôi. Thế như vậy chúng ta đã đỡ mất một cái khoản tiền. Bây giờ nếu mà đầu tư để mua một cái mới thì nó tầm hơn 1 triệu, nên cho nên chúng ta sẽ xử lý qua cái này để chúng ta có thể lách luật và có thể vẫn có sử dụng được. Và xin chào và chúc bạn thành công nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.